Chào mừng các bạn đã đến với kênh X Channel. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một anh chàng đến từ thương hiệu Olympianus OP990-083. Nhắc đến Olympianus, người ta sẽ nghĩ ngay đến một thương hiệu mới, trẻ trung, nhưng không vì thế mà chất lượng thì thua kém các dòng khác, thậm chí là có phần nhỉnh hơn một số người lớn của Nhật Bản tại Việt Nam nếu trong cùng tầm giá. Tuy nhiên, về thương hiệu thì không được phổ biến bằng. Thôi, không dông dài nữa, chúng ta sẽ khám phá ngay bây giờ. Trên tay mình đang là hộp đựng chiếc OP990-083. Bên ngoài hộp là logo và tên thương hiệu Olympianus được đặt ngay chính giữa chiếc hộp. Biểu tượng của logo làm ta liên tưởng tới vương miện của nhà vua. Phần chữ được dập chìm lên bề mặt bằng chất liệu thiếc màu vàng óng. Tiếp tục mở hộp nào. Bên trong lại là một chiếc hộp vuông khác, nhưng nổi bật và sang trọng hơn với chất liệu giả da được bọc xung quanh phần thân hộp. Phần mặt trên thì vẫn là tên và logo thương hiệu ở giữa. Với phần góc trên bên phải thì là hình ảnh một bộ máy đồng hồ. Các mép cạnh thì được dập bằng những đường chỉ trắng, nổi bật lên trên nền đỏ, tô lên vẻ sang trọng cho chiếc hộp. Có vẻ là OP thì rất chú trọng đến cảm nhận của người dùng, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Và mình thì đánh giá cao OP ở điều này. Phía bên trong ta có chiếc OP990-083 phiên bản Dummy. Về phụ kiện thì ta có thẻ bảo hành quốc tế của hãng và cũng là sổ hướng dẫn sử dụng luôn. Ngoài ra thì các bác có thêm thẻ thành viên và thẻ bảo hiểm đồng hồ 5 năm theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ khi mua hàng tại eWatch. Có vẻ nước nôi cũng khá đầy đủ rồi. Bây giờ thì hãy cùng mổ xẻ chiếc OP990-083 này nhé. Tổng quan về thiết kế thì nói chung là OP990-083 hướng người dùng đến một thiết kế khỏe khoắn, nam tính với sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, từ kiểu dây, chất thép đến kiểu mặt hay kiểu kim vót nhọn dứt khoát. Về kiểu dây, chúng ta có những mắt xích lớn được kết nối với nhau tạo cảm giác khỏe khoắn khi đeo. Với phiên bản Dummy, ta sẽ có thêm hai đường chỉ mạ song song chạy dọc theo chiều dài của dây, tạo điểm nhấn khá là sang cho chiếc đồng hồ. Chất liệu sử dụng thì vẫn là thép không gỉ 316L cho toàn bộ phần vỏ và dây. Kiểu khóa cài gập an toàn thường được sử dụng cho các loại đồng hồ đắt tiền, giúp đảm bảo rằng đồng hồ nằm chắc chắn trên tay, không rơi xuống khi gặp những sự cố đáng tiếc như lỏng khóa hay mối nối bị bật ra. Xong phần dây, ta đi vào chi tiết mặt. Với size mặt chỉ khoảng 40mm, OP990-083 khá là dễ đeo, nhưng đẹp nhất là với những người có size tay khoảng 16cm trở lên. Xong với những người xương tay nhỏ như mình chỉ khoảng 15cm thì vẫn đeo được hết, mà kể ra thì cũng hợp phết đấy chứ. Mặt đồng hồ được đánh vân Goudreche khá là tinh xảo, đòi hỏi người thợ phải rất là tỉ mỉ. Chi phí thì cũng không phải là thấp để có được những đường vân mượt mà và tinh tế như thế này. Những đường vân được đánh đối xứng nhau, tạo ra những mặt số tuyệt đẹp hình sunburst, tia mặt trời hay những họa tiết độc đáo. Thật sự là rất là đáng đồng tiền bát gạo. Trên mặt số với các đường vân Goudreche đối xứng ấy, có điểm xuyết bằng một lỗ hở van tim, cách điệu theo hình mặt trăng khuyết khá là sexy, giúp ta có thể quan sát được một phần hoạt động của bộ máy bên trong. Vị trí hở là vị trí của bánh xe cân bằng, chính là bộ phận điều hòa hoạt động của các bộ máy bên trong đồng hồ. Đồng hồ chạy nhanh hay là chậm chủ yếu được quyết định ở đây. Nó giống như quả tim của con người vậy. Chính điều này giúp cho chiếc đồng hồ trở nên có hồn và sống động hơn rất là nhiều. Phần trên van tim là một mặt đồng hồ nhỏ hiển thị khung giờ 24 giờ, giúp theo dõi giờ đêm giờ ngày rất là tiện lợi. Bộ mặt tuyệt đẹp này thì được bảo vệ bởi máy kính sapphire, có khả năng chống sức cực tốt. Về màu sắc thì có khoảng 5 màu cho các bác lựa chọn tùy vào sở thích và độ tuổi. Hiện tại ở đây thì có 3 màu chính. 3 màu này cũng là những màu dễ đeo, dễ phối đồ, phù hợp với những người trong độ tuổi từ 23 đến 35 tuổi. Ngoài ra thì còn có màu vỏ vàng mặt trắng hoặc mặt vàng. Hai màu này thì có vẻ hợp hơn với những người có tuổi hoặc trưởng trạc hơn một chút. Về máy móc thì phần đáy được thiết kế lộ máy, giúp ta có thể dễ dàng quan sát bộ máy bên trong đồng hồ. Đó chính là đặc điểm nhận dạng quen thuộc của dòng automatic bây giờ. Sử dụng máy NH39A với 24 chân kính, cùng khả năng giữ chữ cốt lên đến 41 giờ. Quả văng được mạ vàng PVD giúp tăng khả năng chống oxy hóa khi đồng hồ chẳng may bị vào nước. Size số thì chỉ khoảng là 10 đến 15 giây một ngày, giúp các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đồng hồ. Bởi đây cũng là mức size số khá là dễ chịu cho một chiếc đồng hồ cơ. Nói một chút về dòng máy này thì NH39A là dòng máy con của Seiko, tương đương với máy 4R, chuyên sử dụng cho dòng Seiko Breezak, dòng cao cấp của Seiko, chuyên dành cho giới doanh nhân với mức giá không dưới 9 triệu đồng. Nhưng với chỉ khoảng 4,5 triệu, các bạn đã có thể sở hữu em này với mức giá không thể tốt hơn. Duy chỉ có một nhược điểm là vì là dòng sản phẩm theo phong cách lịch sự, sang trọng nên dạng quang có phần hơi yếu, nếu không muốn nói là để cho có, tuy nhiên thì vẫn có thể sử dụng được trong khoảng thời gian ngắn. Một chiếc đồng hồ automatic sử dụng máy tương đương dòng máy 4R cao cấp của Seiko Breezak, máy kính sapphire chống trời, có dạ quang, có hand guarding, có hiking stop, chống nước mức độ 50m, đi mưa rửa tay thoải mái cùng kiểu dáng open heart thời thượng. Tất cả những yếu tố trên cũng giúp các bạn có một kết luận cho riêng mình đối với anh chàng OP990-083 sexy này rồi. Vậy thì hãy comment kết luận của các bạn
cũng như những thắc mắc về anh chàng này ở phía dưới. Mình sẽ trao đổi và giải đáp trong một ngày gần nhất. Những video đánh giá chi tiết về bộ máy hay cách đánh vần Guruche sẽ có trong bản tin XWiki thời gian tới. Hãy subscribe để theo dõi tiếp những bài review chất lượng đến từ X-Channel. Còn bây giờ, chào thân ái và quyết thắng!